Đây một lô đất tại xã Lộc Điền nha cô chú anh chị. Cái vị trí đất của mình ở đây thì cách trung tâm nhà thờ, chợ Lộc Điền, trường học cấp 23. Di chuyển chỉ có tầm là trong vài trăm mét thôi ha. Của mình ở đây thì miếng đất mình là vị trí tại đây nè. Đất cực kỳ là bằng phẳng nha. Đây. Đất của mình hiện tại bây giờ là cái chỗ mà có thể thích hợp xây nhà được ở cái phần đoạn giữa đó là ngang 10, dài vào 48, có 100 thổ cư ha, có 100 thổ cư luôn đó, thì chỗ này cực kỳ để mà hợp lý để mình xây nhà ha. Còn cái lợi thế của mình ở đây ha, lợi thế của mình ở đây là mình sở hữu được cái hành lang bảo vệ đường bộ mà nó nằm trong sổ của mình luôn, chỉ là hành lang trừ sẵn thôi, thì mình sở hữu được cái mặt tiền đường nhựa liên xã này là hơn 30 mét nè, từ cái vị trí của cái cột điện này ha, trải dài qua hết luôn tới cái đầu hàng rào của cái cổng xanh xanh bên kia đó. Thì cái này là nó có cái hình xéo xéo nha cô chú anh chị, nhưng mà cái hình này, cái phần này á thì nhiều cô chú anh chị mình nhìn xem sổ á, mình thấy là nó xấu, tại vì cái này sẽ bị trừ, thì tức là cái này em nói rõ luôn là cái này nó nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ nhưng được hiển thị tính vào cái diện tích của cái đất mình là tổng cộng là 849 mét vuông đó. Thì ở đây nếu mà tính cái đoạn này từ ngay chỗ vị trí này ngang 10 dài vào là 48 ha, 100 thổ cư, có nở hậu 16 mét đó, hàng rào thì kiên cố hết rồi, thì ngay cái chỗ cái vị trí này để thích hợp xây nhà và không bị dính hành lang đường bộ là đã rẻ lắm rồi ha, giá chỉ có hơn 50 triệu trên mét thôi đó, mà mình lại được thêm cả cái khu vực này ha, cả cái khu vực này hơn 30 mét mặt tiền đường nhựa liên xã. Thì với cái giá trị này thì cô chú anh chị mình sẽ không có lo ngại cái vấn đề là hành lang ở dưới nó trừ vào đó. Thì nếu như thông thường thì bây giờ mình ngang 10 mà dài 50, lộ giới mà nó trừ vào nữa thì mình sẽ bị mất đất ha, sẽ mất bớt đất, nhưng ở đây nó đã trừ sẵn ở cái khúc xéo này, mà khúc xéo này mình được sử dụng cho đến khi nào con đường này nó có mở rộng hay nó làm cái dự án gì lớn lắm thì mới vô tới đây thôi. Còn bây giờ đường này đường nhựa liên xã rồi thì không có làm gì nữa hết đâu. Đó, đường mương sẵn hết nè, mình cứ thế mà sử dụng thôi. Tại vì ở đây xung quanh nè, xung quanh người dân người ta thì người ta cũng xây hàng rào kiên cố nè, nhà cửa kiên cố hết rồi. Đó, cũng xây ra tới bằng cái mương này thôi. Đó, tất cả các nhà đều xây như thế, cho nên mình còn yên tâm không có vấn đề gì hết. À, đừng có ngại vấn đề là hành lang đường bộ nó trừ, sổ nào cũng sẽ trừ thôi. Đó, giải thích thì cô chú chị hiểu luôn, sổ nào cũng sẽ trừ, nhưng của mình có trừ rồi thì vẫn còn là 10 nhưng 48 và 100 thổ cư nợ hậu rồi. Cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ ha.